ở những tập phát sóng trước, Trí Thuận từng đề cập đến những chiêu trò lừa đảo xoay quanh việc mua hàng online. Đó là những chiêu trò nhanh gọn, tiện lợi nhưng đi kèm không ít những rủi ro, không ít những câu chuyện bi hài đằng sau việc mua sắm này, cũng không ít những trường hợp người mua bị lừa trắng trợn khi mua hàng một đằng, nhận hàng một nẻo mà cửa hàng buôn bán online vẫn cứ chối bay, chối biến. Những tưởng chỉ có thế, nhưng với chiêu trò được biến hóa khôn lường, việc mua hàng online ngày càng trở nên đáng sợ. Tình huống lừa đảo được tái hiện ngay sau đây là một ví dụ điển hình. Chí Thuận xin mời quý vị cùng theo dõi. Vậy có chị Ánh ở nhà không ạ? Dạ chị Ánh ơi, hiện tôi đang sống với con gái tôi, mà con gái tôi là nhân viên văn phòng nên ban ngày tôi ở nhà có một mình thôi. Như mọi ngày tôi làm cơm chiều thì tôi nghe tiếng ở ngoài cổng gọi tên con tôi. Tôi mới ra tôi mở cổng. Có ai ở nhà không ạ? Ai đó? Cậu tìm ai vậy? Cô cho con hỏi đây có phải là nhà của chị Ánh không cô? Đúng rồi. Mà cậu... Cậu là... Con là Hoàng, nhân viên cho Hoàng của cửa hàng mỹ phẩm ở chợ huyện. Chị Ánh có đặt cái gói mỹ phẩm bên tụi con với giá 3 triệu. Cô coi rồi nhận giùm con nha. Ủa, hồi sáng con tôi đi á, tôi đâu có nghe nó nói giao nhận hàng gì đâu cậu. Chắc là chị bận quá cho nên quên đó cô. Bữa hôm chị lại cửa hàng của con mấy lần rồi, nhưng mà đó giờ suy nghĩ lại, hôm qua chị mới gọi rồi chốt hàng cho nên hôm nay con mới giao nè. Mà cô yên tâm nha, bên cửa hàng của con rất là uy tín. Chị về kiểm tra mà không được á, có thể trả lại, miễn sao còn giữ hóa đơn cho tụi con là được. Được đổi trả luôn hả cậu? Dạ được. Với lại cái số mỹ phẩm là mỹ phẩm nhập đó cô, đang có chương trình khuyến mãi cho nên mới rẻ, chứ không mà tới 5.9 triệu lần đó. Vậy sao? Dạ. Nếu mà như vậy á thì tôi có mở ra để kiểm tra coi được không vậy chợ cậu? Dạ được, để con mở cho cô coi nha. Dạ. Tôi coi giùm con nha. Dạ. Cậu thanh niên cầm cái gói hàng mở ra cho tôi coi thì trong đó tôi thấy là có 3 tiếp kem. Mà bữa trước thì tôi có nghe là con tôi là có đi coi mỹ phẩm, nhưng mà tôi nghĩ chắc là mắc quá cho nên nó chưa có mua. Rồi tôi cũng không có dám gọi điện thoại cho con tôi biết, thì tôi sợ rằng là làm mất thời giờ của nó trong lúc nó làm việc. Cậu này nói là nếu không mua thì có quyền trả lại. Trong khi đó tôi không ngần ngại, tôi lấy 3 triệu ra tôi trả cho cậu á. Dạ. Cậu cho tôi coi hóa đơn cái nha. Dạ. Cô coi giùm con nha cô. Rồi. Dạ, cô ký giùm con nha. Dạ, con cảm ơn. Để tôi hạt coi lại cái nha. Dạ. Rồi. Con gửi cô. Cậu đếm tiền lại nha. Dạ. Dạ đủ rồi cô. Con cảm ơn nha cô. Cô cảm ơn nha. Dạ. Con về cô ơi. Sau khi lấy thông tin hoàn tất các thủ tục, Hoàng vui vẻ chào bà Mãi ra về. Bà đóng cửa cổng và tiếp tục làm bữa cơm chiều. Đến khi chị Ánh, con gái bà đi làm về, bà mới kể lại việc nhận hàng giùm và đưa cho con mình gói quà. Thưa má, con mới đi làm về. Con mới về hả? Dạ. Có người giao hàng cho con kìa. Ủa, hàng gì vậy má? Thì con mua mỹ phẩm gì đó, bây giờ người ta đem lại giao. Má trả cho người ta 3 triệu rồi, mà con đi làm cũng không dặn cho má ăn tiếng nữa. Ủa, con đâu có đặt hàng gì mà người ta giao tận nhà đâu. Ủa, hôm bữa trước má nghe con nói con muốn mua mỹ phẩm, thì bữa nay má thấy người ta giao, con má tưởng đâu là con mua rồi con đặt người ta đem tới nhà luôn.
Đâu có đâu, bữa con định mua nhưng mà con thấy mắc quá à nên là con không mua. Nhưng mà nếu có mua thì con mua lúc đó luôn rồi chứ kêu người ta giao cho mất công. Ủa? Sao kỳ vậy nè? Có hạn sử dụng hết trơn rồi má. Ủa sao? Nè. Trời ơi, làm ăn gì chán vậy trời. Tiếng Tây tiếng U không sao má biết. Hồi nãy má thấy mấy cái hộp đẹp đẹp thì má nghĩ là mỹ phẩm, người ta giao hàng lại tốt nên má mới đưa tiền cho người ta thôi. Trời ơi chết rồi, giờ sao không biết nữa. Đến lúc tôi con tôi về tôi hốt hoảng nghe nó nói là không có đặt hàng mỹ phẩm này, mà cái hàng này á, là ba cái tiếp kem này nó đã hết hàng rồi. Tôi sực nhớ lại cậu này có nói với tôi không mua thì trả lại miễn làm sao giữ cái hóa đơn. Tôi thấy vậy tôi cứ thong thả từ từ nói với con tôi là thong thả đi, ngày mai mình sẽ mang cái gói hàng này ra cửa hàng mình trả. Mà không có sao đâu con. Hồi nãy má có nghe cậu đó nói á, là nếu mà mình không có vừa ý á thì được đổi trả lại với điều kiện á là mình còn đầy đủ hóa đơn với biên nhận. Nhưng mà lần sau á có ai giao gì má nhớ alo con cái, lỡ may là cái chỗ này người ta cho trả lại á, chứ không cho trả là mình coi như mất 3 triệu rồi đó. Má biết rồi, thôi để má dọn cơm cho con ăn. Thôi để con đi đổi hàng cái đi rồi mình ăn cơm. Không có sao đâu, người ta cho mình đổi thì để ngày mai mình đổi cũng được, gấp gì vậy con. Thôi để má dọn cơm ăn. Ngay cả bà Mãi và chị Ánh vẫn chưa hay biết mình đã gặp phải đối tượng lừa đảo. Chị vẫn thản nhiên đi tới quầy và gặp chị My, nhân viên bán hàng, để gửi trả lại đơn hàng đã quá hạn sử dụng. Dạ, hàng sao vậy chị? Thứ nhất là chị không có đặt hàng mà bên em vẫn giao. Thứ hai là mỹ phẩm bên em hết hạn sử dụng rồi. Trước khi giao hàng thì bên em phải kiểm tra lại cho đàng hoàng chứ. Mỹ phẩm hết hàng làm hả? Ăn như vậy hả, mất uy tín hết luôn á. Để chị chờ xíu nha, để em kiểm tra lại. Chị ơi, hàng này là giao ở Gò Vấp hả chị? Mà giao chị nhận hàng là ngày hôm qua đúng không? Đúng rồi. Mà ngày hôm qua nhân viên bên em cũng không có ai giao hàng ở Gò Vấp hết á. Ủa gì kỳ vậy, mẹ chị nói là mới nhận hôm qua mà. Khi nghe chị My nói không có đơn hàng nào hôm qua được sắp xếp vào bên khu vực Gò Vấp nơi nhà chị Ánh đang sinh sống, chị Ánh khá ngạc nhiên. Chị liền mở đoạn video trích lục từ camera cổng nhà chị để chứng minh rằng ngày hôm qua có người bên chị My giao sản phẩm qua và mẹ chị đã trả tiền. Người này là Hoàng, nhân viên của cửa tiệm em, nhưng mà anh ta đã nghỉ việc cách đây mấy ngày rồi. Hàng giao hôm nay đâu em? À dạ đây nè anh, hôm nay mình còn hai đơn hàng nha. À mà em nghe nói là hết hôm nay anh nghỉ việc hả? Ừ, anh xin bà chủ rồi, em có nhiệm với quê. Anh giao hàng đi. Ủa gì kỳ vậy? Rồi mẹ chị lỡ giao tiền cho nó rồi, tại vì nó là có gì đổi lại. Trời ơi, mà sao mà nó biết được cái tên với lại địa chỉ nhà chị rồi, biết giờ đó chị không có nhà nữa chứ. Em nhớ hôm bữa chị đến đây xem hàng, rồi có để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại đó. Còn dặn em á là nếu mà chị ok đồng ý mua hàng thì chị sẽ gọi điện lại kêu tụi em nhờ giao hàng ngay vào trong giờ hành chính để cho mẹ chị ra nhận hàng giùm chị nữa. Tới lúc này thì chị Ánh dần hiểu ra mọi chuyện. Vì đợt trước tới đây xem mỹ phẩm, chị Ánh đã để lại thông tin của mình. Từ đó, Hoàng dựa vào những thông tin khách hàng có được mà lên kế hoạch lừa đảo. Vì đã từng làm việc ở cửa hàng, nên bước đầu hắn gói lại những lọ mỹ phẩm đã hết hàng với cách thức đóng gói y như cửa hàng. Sau đó, giao tới tận nhà để giao hàng lấy tiền kèm theo lời hứa suông sẽ được đổi trả. Do vậy, hành vi của hắn đã qua mặt được nhiều người và lừa được số tiền không hề nhỏ trước khi cao chạy xa bay.
Khi nghe con gái mình kể lại, nạn nhân đã vô cùng tức giận. Chỉ vì chủ quan nên đã bị kẻ lừa đảo lợi dụng để thực hiện hành vi trót lọt. Phải chi lúc đó bà gọi điện cho con mình để xác định gói hàng thì đâu bị lừa một cách giản đơn như vậy. Thưa quý vị, chiêu lừa mà đối tượng lừa đảo đã sử dụng dù không mới nhưng vẫn được thực hiện và rất nhiều người vì nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng sập bẫy. Trí Thuận mong rằng câu chuyện của nạn nhân cũng là bài học cảnh giác cho rất nhiều người khi nhận hàng. Trước khi giao tiền, cần phải xem xét thật kỹ món hàng, tránh những hậu quả đáng tiếc như tình huống trên quý vị nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, chuyện cảnh giác là chương trình có tính chân thật, thực tế và các tình huống đều được tái hiện lại dựa trên những câu chuyện có thật được nạn nhân chia sẻ lại. Xem chương trình, nhiều khán giả có chia sẻ với Trí Thuận rằng họ cũng bắt gặp mình đâu đó, họ cũng phát hiện ra được những chiêu trò của các kẻ gian. Vì vậy, hãy mạnh dạn chia sẻ với chương trình để ekip chúng tôi giúp quý vị khán giả truyền tải những bài học cảnh giác đến mọi người và cùng nhau lôi kẻ gian ra ánh sáng pháp luật.